lập thành tích chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tối ngày mùng 5 tháng 3, tại Trung tâm Văn hóa thôn Hợp Lộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Trung tổ chức hội thi cán bộ hội viên phụ nữ làm phong trào giỏi năm 2024. Dự khai mạc hội thi có đồng chí Phạm Thị Thu, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ngọc Lặc, đại diện lãnh đạo xã Quang Trung, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội xã Quang Trung, đại diện các nhà tài trợ. Về tham gia hội thi có đông đủ 11 chi hội phụ nữ xã Quang Trung cùng bà con nhân dân trong toàn xã đến xem và cổ vũ cho hội thi. Trước khi hội thi chính thức khai mạc, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân được thưởng thức chương trình văn nghệ và trình diễn áo dài hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, nhảy dân vũ do cán bộ hội viên xã Quang Trung biểu diễn. Tham gia hội thi cán bộ hội viên phụ nữ làm phong trào giỏi năm 2024, các đội sẽ trải qua 3 phần thi. Phần thi thứ nhất chào hỏi, các thí sinh tham gia phần thi trình diễn sân khấu và lần lượt giới thiệu từng thành viên của đội mình. Phần thứ hai, phần thi ứng xử, các thí sinh trả lời các câu hỏi do ban giám khảo hỏi trực tiếp và chấm điểm. Phần thứ ba là phần thi năng khiếu. Thông qua hội thi, tạo sân chơi lành mạnh, thú vị, đoàn kết cho cán bộ hội viên trong toàn xã. Hội thi là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ xã Quang Trung lập thành tích chào mừng 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2024. Sau một thời gian sôi nổi với tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi, hội thi cán bộ hội viên làm phong trào giỏi năm 2024 của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Trung đã thành công tốt đẹp. Ban giám khảo đã lựa chọn giải nhất cho chi hội phụ nữ thôn Bái E, giải nhì cho thôn Ngủ Sẻ và giải ba cho thôn Hợp Lộc.